Tin thể thao hôm nay ngày 29 tháng 6 sẽ có: một loạt trụ cột của câu lạc bộ Công an Hà Nội được huấn luyện viên Polking tạo điều kiện cho về nghỉ ngơi sớm bên gia đình. Quỳnh Như đổi ý không thi đấu giải trong nước. Copa America 2024, huấn luyện viên tuyển Argentina Scaloni bị treo giò ở trận gặp Peru. MU chuyển hướng chiêu mộ trung vệ De Ligt. Italia gặp khó, Đức được dự đoán sẽ đi tiếp. Mưa bia và cốc nhựa đe dọa Euro. Đội hình tuyển Anh đấu Slovakia, sao trẻ MU góp mặt. Indonesia vào bảng khó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến hài lòng về các học trò sau khi U16 Việt Nam giành vé vào bán kết. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng, địa chỉ số 30 đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.